xin chào quý vị khán giả thân thương của kênh Trang LTP. Sáng nay thì Trang với lại anh Giang với bạn quay phim đã di chuyển từ Sài Gòn để xuống Trà Vinh chuẩn bị trao bánh trung thu cho các bé thiếu nhi ở Trà Vinh. Thì hiện tại thì ghé dọc đường ăn sáng tại Mỹ Tho. Thường thường thì Trang hay ăn qua cái quán hủ tiếu Mỹ Tho số 43. Nhưng mà đợt này đi với anh Giang thì được anh Giang giới thiệu cái quán này nè cô chú anh chị. Đây là quán hủ tiếu Tiết Ngân, nằm ở số 481 đường ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ Tho. Anh Giang nói cái quán này ngon lắm. Hồi xưa anh Giang hay đi quán này hả? Đúng rồi, hay xuống Mỹ Tho là hay xuống quán này ăn. Dạ, tài xế chỉ đường mà, nên là mình phải tin tưởng của chú anh chị. Tại vì mấy anh tài xế là đi nhiều, thành ra là sẽ biết được nhiều quán ngon dữ dằn lắm. Dạ, đó mà Trang bước vô quán này Trang thấy đông thiệt. Wow, cô rất là hấp dẫn nha, đông nghẹt luôn á. Hồi nãy vô là không có bàn, cái phải ngồi đợi rất là nhiều luôn. Rồi ở trên kia ngay cái chỗ quầy bán của chú anh chị là đến 5-6 người cùng bán luôn, đông lắm, tất bật, nên Trang không có dám lại quay. Ở đây chắc cái tuyến mà người ta đi miền Tây anh ha, ta miền Tây ta ăn nhiều. Biết cái quán này cái mốt mình có dịp mình lại đi. Nãy giờ trong quán á, cái Trang thấy có cô bán vé số, cô lớn tuổi rồi mà cô với phụ. Lúc mà cô bán cô mời vé số xong rồi cái cô thấy chỗ nào mà bàn nào mà chưa có dọn á là cô sẽ ra cô dọn bàn giùm nè. Rồi khách nào mà tới mà chưa có bàn á mà không thấy chỗ ngồi á, cái cô cũng ra cô mời mọi người vô ngồi. Nói chung là cô phụ quán đó, cô không có kiểu chỉ là lo bán vé số không, cô cũng lại cô phụ các anh chị trong quán dọn dẹp rồi phụ tiếp khách giùm cho mấy anh chị trong quán nữa. Thấy cô dễ thương á, Trang đang tính mua giùm cô vé số mà nãy giờ thấy cô mận biểu á đó, cô lại đi bưng rau phụ bên quán nè, thấy dễ thương cô chú anh chị. Cô cũng lớn tuổi rồi mà cô nhiệt tình chịu làm. Đây để Trang mua vé số ủng hộ cô coi. Không biết cô ăn sáng chưa? Có gì mời cô ăn sáng. Giờ cô đang mời vé số. Cô bán vé số hả cô? Cô ăn sáng chưa? Chưa. Sáng nhà mình ngồi đây ăn với con. Thôi ngồi đây ăn với con. Con mời ăn. Con mời vé số. Ăn trước con, đừng ngại. Tại vì sáng chưa ăn được. Sáng mấy giờ mới ăn lận? 9 giờ mới ăn. 9 giờ thôi, giờ ăn sáng với con. Ăn không được. Ăn không được. Bệnh hả? Ăn được là ăn liền. Tại giờ là ăn. Vậy xíu là con mua một con mời xíu ăn hả? Để qua đây, nói chuyện con xíu, Dạ. Cô bao nhiêu tuổi rồi? 67 tuổi rồi. À, cô 67 tuổi rồi. Mấy năm rồi. Nhà cô gần đây hả? Ở Trung Lương. Con gắn cái này nha, để cho nghe âm thanh, tại đời nhỏ quá con không nghe được. Dạ. Cô bán đây lâu chưa cô? Đã 3-4 năm rồi. À, cô quán này mở lâu chưa cô ha? Mở mười mấy năm rồi. Mở mười mấy năm, xong mà cái 3-4 năm gần đây cái quán nó mới đông bự gì hay là hồi xưa nó đã bự gì cô? Đâu có, hồi xưa là bán cái nhà nhỏ mấy bên đường mà đó. Rồi sau hẹp quá, đông khách đông rồi mới qua đây mướn.
xong rồi cái cô bán hồi xưa cô bán vé số dạo, xong cái gần đây cô biết thấy cái quán này nó đông người, cái cô lại đây cô bán. Ngày cô bán được bao nhiêu tờ? 300 tờ. Ngày bán ở đây mà 300 tờ luôn, bán cả chiều nữa, chiều 4:30 bán tới 10 giờ, tụi nó kẹt quán nó nghỉ. Quán này là bán từ sáng sớm sáu 5:30 mở cửa tới 1:45 nó 2 ca tới 2 giờ thì ca khác vô bán tới 10 giờ đêm. Vậy là cô ở đây từ sáng cho đến 10 giờ đêm luôn. Chưa về bán hết sớm, bán hết rồi về về nghỉ, cái chiều lấy cái giò ra cái bán tiếp. Mà cô ăn uống ở đâu? Ăn uống đây là ở đây tụi nó cho ăn. Rồi cái cô phụ quán nè, nãy giờ con thấy cô bán giá số thì ít mà cô phụ nhiều. Thì khách đông quá nó làm kẹp mình phụ nó cũng vậy đó, phụ à cũng cho ít ha. Nó cũng ngồi nữa. Nói chung cũng thương chứ cũng đâu có hạn mức là quy định là một ngày được cho bao nhiêu hả? Không có quy định, nhưng mà nó cho tiền cà phê rồi hả? Rồi ăn uống rồi muốn ăn gì ăn. Con thấy vậy nãy giờ thấy thương cô quá, cô bán vé số mà con thấy cô cầm một tập mà không có mời nha, không có mời khách, mà cứ thấy khách vô cái là dọn bàn cho khách, rồi xong là cái khách đứng không thấy là cái chị mời khách vô ngồi. Con thấy cô lưu bu nãy giờ luôn, cái con nói để con mua vé số, cô mắc nãy giờ luôn mà không thấy cô tới, không muốn bán vé số mà không muốn bán vé số cho khách vậy đó, lo phụ quán hay là thích phụ quán hơn? Đâu có, tại vì khách đông quá, nhiều khi á khách vô ngồi rồi mình mời mời khách không mua cái bắt đầu mình đi đấy mình đi phụ nó. Rồi nhà cô có con cái gì không cô? Không, hai vợ chồng không, mà con ở dưới quê. Quê cô là ở đâu ạ? Ở dưới Thuận Công. Thuận Công, rồi xong rồi cái cô lên đây lâu chưa cô? Lên đây 20 năm rồi. Dạ, là đi chung với ông xã lên đây luôn. Rồi giờ chú hay làm gì cô ha? Ông phụ hồn mà ổng không bị tai nạn xe rồi nặng không cô? Nó bị cũng như hở khớp xương ra với khớp xương đây nè. Dạ. Rồi băng bột mới tháo bột ra. Dạ. Rồi giờ ở nhà thôi là cô nuôi luôn. Ở nhà nuôi luôn, biết sao giờ. Một ngày mà bán 300 tờ là lời cũng được có 300 nhà. 330. 330. Cũng hơn là được phụ đây cái người ta cho ăn uống. Với nói chung là phụ ở đây nó không có cho ai vô bán hết, để có mình bán nè. Mình phải ra bán được. Vậy là coi như là cô là độc quyền cái hủ tiếu này luôn. Có một mình cô hai cô tên gì cô Hằng không quên à? Tên Phụng. Dạ cô Phụng, vậy là chỉ có một mình cô Phụng là độc quyền bán vé số cái quán hủ tiếu thôi. Bán ở đây rồi khi nào mình hết á rồi nó mới cho người khác vô. Chứ giờ con thấy đi, nếu mà cho người khác vô bán á thì cô phụ chọn thì ta bán ở cô đâu bán được. Mình thử là vậy, nó không có cho ai vô hết. Dạ, vậy tính ra quán mấy mang chị quán cũng dễ thương. Dạ. Lúc cô vô bán vậy là cô có xin không? Có xin không hay là lúc đó cô tự vô thôi? Tự vô bán à. Dạ. Lâu rồi hồi tự vô bán cái bán kiếp là thành quen. Dạ. Tụi nó thương à, tụi nó cho bán luôn. Không, tại vì cô dễ thương thiệt. Dạ. Tụi cho bán luôn. Không, cô dễ thương thiệt. Giống như nãy giờ con ở đây cái con chờ đồ ăn, cái con thấy cô là con thấy có cảm tình rồi. Dạ. Thấy không, cặp giá số mà đi không lo bán giá số mà lo phụ quế không à. Thôi để con đi. Dạ không, để con mua vé số ủng hộ cô chứ. Con đủ con ăn sáng, mời con ăn sáng mà cô không ăn. Ngày nữa thì 9, 10 giờ, 11 giờ cô mới ăn được. Quen nhất rồi hả cô? Dạ. Nhưng mà ở đây là mấy anh chị mời cô ăn rồi ha. Ở đây là nói chung là muốn ăn là đói là tự lại nấu ăn à. Dạ nó có nói. Dạ, để nếu mà mấy chị không mời thì con mua trước cho cô, là xíu chưa nhà cô đói thì cô nói mấy chị là ăn. Tại vì chưa cô đói rồi cô tự con nấu ăn. Cảm ơn cô, hôm nay con cũng đi xuống Trà Vinh cái sẵn ghé qua đây ăn thử, đây là lần đầu tiên con đến quán này luôn á. Quán này đông dữ ha. Ngày bán được bao nhiêu tô rồi? Con không đàn mình, con không quan tâm nữa. Mà con thấy quán này là ở khúc trên này rồi còn khúc đằng sau nữa. Sao? Không, khúc nào cũng đông nghẹt luôn. Không, thứ bảy chủ nhật thì đông. Ngày thường thì phân nửa khách này hết. Ồ, phân nửa vậy là cũng nhiều lắm luôn rồi. Buổi tối có đông vậy luôn không? Buổi tối cũng vậy. Dạ. Thứ bảy chủ nhật là buổi tối. Dạ. Giờ đây, wow, nhìn hấp dẫn quá. Dạ. Giờ cô lựa giùm con một tờ vé số đi. Dạ, giùm con một tờ thôi, tờ nào may mắn nhất nha. Thôi cô lựa con tờ nào trúng á. Tờ nào chiều đã trúng á. Lúc đại. Tờ này trúng không? À, không biết luôn. Không, cô phải lựa con tờ này trúng á. Trúng này là trúng 2 tỷ lần nha cô chú anh chị. Cô lựa cho em tờ trúng 2 tỷ lần. Dạ. Để con mua ủng hộ cho cô.
Trước giờ là con không có chơi vé số, tại con cũng không có biết chơi. Dạ. Nhưng mà hôm nay thì thấy cô dễ thương quá nên là con chơi vé số luôn. Dạ. Cho con mua từ vé số này với vé như này, con gửi cô. Dạ, cái này có gì để cô chăm sóc cho chú nữa. Dạ. Dạ, chúc cô một ngày thiệt là vui nha. Dạ. Đây con gửi cô 200 ngàn. Cảm ơn con. Nếu mà cái tờ này mà con trúng á là hả chiều, à không, chiều này mới biết kết quả mà. Là mai, mai con đi chợ Vinh à, mai con cũng lên được chắc thứ tư á. Lúc mà con đi về á, mà cái này mà trúng nha, con sẽ quay lại đây, con thăm cô. Dạ. Còn nếu mà không trúng thì bữa sau mà con có dịp tới quán ăn á, cái con lại mua vé số 1 cô. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô Phụng. Dạ. Nếu mà cô Phụng có ăn thì thôi thì nói con nha. Không, không. Tại vì lát á, con tự nấu ăn, con tự nấu ăn. Dạ, dạ rồi, dạ. Nhớ đi bán nha, đừng lo phụ quá, quên hết ra số. Dạ, cho con lấy lại video nha. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Dạ. Đây, cái tờ này mua ủng hộ cho cô Phụng. Để thấy cô Phụng dễ thương quá. Nãy giờ bán. Dạ, em mời anh Sang. Đây, hồi nãy anh Sang ăn hủ tiếu khô. Dạ. Ba anh em mình hình như giống nhau không anh? Đều là hủ tiếu hấp cẩm ha. Dạ, em mời anh. Đó, đây là cái quán ruột của anh Sang đó cô chú anh chị. Này, con của bạn quay phim nè. Ồ, đã chưa? Quá hấp dẫn. Em mời anh Sang nha. Đây, đây là hủ tiếu thập cẩm hải sản với lại một cái hai tô hủ tiếu đặc biệt. À đây, hai tô hủ tiếu đặc biệt nè. Đó là mình có đầy đủ luôn. Có mực nè, gan nè, tim nè, rồi huyết, trứng cút, tôm. Đó. Thì nó là đã. Đây là cái menu của quán nè cô chú anh chị. Có rất là nhiều món luôn, có hủ tiếu, bánh canh, bột nuôi, mì tươi. Rồi đó có tôm mực, thập cẩm. Nhiều lắm. Xương cũng có nữa. Rồi nếu mà ai ăn thêm thịt phèo, chén phèo gì đó là đầy đủ hết luôn. Dạ. Rồi, dạ, cảm ơn anh nhiều. Đây thôi để Trang giới thiệu với quý bà cô chú anh chị một cái chỗ địa điểm ăn khá là ngon. Nhìn thấy đông như vậy rồi đó là biết là chắc chắn là cũng phải ngon thì mới được đông như vậy đúng không ạ? Cô nói hồi xưa là chỉ là cái quán nhỏ xíu thôi mà giờ là đông như vậy luôn. Đây. Wow, đã chưa? À, thập cẩm này là nó còn có xương nữa nè anh. Đó, đủ loại luôn nha, rất là nhiều. Wow, nguyên miếng xương nè. Bình thường em ăn á anh, là cái chén mà hủ tiếu khô của em á là họ sẽ bỏ những cái đồ ăn này vô trong cái tô này. Thành ra nhiều khi á là nó sẽ không có được nóng. Còn ở chỗ quán của mình á là đẻo nguyên một cái tô súp bự bự như vậy. Hồi xưa cái chén súp của Trang là chén nước không à, nên nó nhỏ thôi chứ nó không có được nhiều như vậy. Dạ em mời anh nha. Dạ. Đó, thành ra cái chén này mình làm như vậy nước nóng hổi nè, khó bốc lên nữa, thành ra cái đồ ăn nó cũng rất là nóng. Dạ. Ôi, Trang xin phép cô chú anh chị tại vì hôm nay đi đường sớm với lại tối qua là Trang với bạn quay phim cũng lo chuẩn bị đồ, thành ra hai chị em không có ăn tối nên sáng giờ bạn quay phim cũng hơi đói bụng rồi. Trang xin phép mời quý bà cô chú anh chị cùng ăn với lại Trang với bạn quay phim nha, để cho các chị em ăn cho nóng rồi chuẩn bị lên đường nữa. Dạ. Hôm nay rất là vui tới quán Tiến Ngân này. Nếu có dịp cô chú anh chị xuống cái đường cung đường miền Tây thì có thể ghé quán này để cùng ăn thử. Dạ, cảm ơn quý bà cô chú anh chị đã cùng theo dõi clip. Chúc quý bà cô chú anh chị một buổi sáng thiệt là vui. Bye bye.